Mini combo có lợi thế về kích thước nhỏ gọn, phù hợp với những không gian nhỏ từ 15m² cho đến 40-45m². Nếu như chúng ta đi cả bộ như thế này thì rất là hoành tráng với các thiết bị giờ như là cục đẩy 2 kênh GXS600 Pro phiên bản đẩy cao cấp. Đi kèm với bộ con van số KM360, chúng ta vừa kết hợp chip số và xử lý phần cơ, và không thể thiếu bộ mic không dây nếu như chúng ta muốn hát karaoke. Rồi, tiếp tục đến với lợi thế ưu điểm của bộ cấu hình combo này, đó là cục loa siêu trầm bass 30, kích thước nhỏ gọn monitor. Và điểm cuối cùng cũng là cái mấu chốt và cái quan trọng nhất trong bộ cấu hình combo này, đó là đôi loa. Và đây là đôi loa G2000 phiên bản mới nhất năm nay, có ưu điểm là lợi thế với kích thước nhỏ gọn này, nhiều đường tiếng này, công suất khủng, chất âm hay, lại phù hợp với nhiều không gian, tích hợp được cả tính năng nghe nhạc và hát karaoke cộng với trưng bày rất là đẹp. Và nếu như cấu hình combo này các anh em ghép với cặp loa G2000 này thì sẽ được ưu đãi đặc biệt. Giá khởi điểm hiện tại chúng đang bán trên website cũng như là giá công khai của anh em là 24.500.000 đồng. Và ngày hôm nay JK sẽ ưu đãi khuyến mại đặc biệt cho anh em chỉ còn 19.500.000 đồng. Tức là các anh em đang được ưu đãi khuyến mại khủng lên đến 5 triệu đồng. Ưu tiên mua chọn cấu hình combo nha các anh em nha. Ok. Với tổng cấu hình combo này thì nó sẽ phù hợp với không gian em vừa nêu trên 15m² cho lên đến 45m², và tất cả những dòng nhạc đều có thể đánh hay, và cái việc hát karaoke trên bộ cấu hình combo đồng bộ thương hiệu Miniwood này, các em sẽ nhận được một cái chất lượng về hát karaoke rất chuyên nghiệp, đặc biệt là với những thiết bị giờ mang đậm nét chuyên nghiệp đẳng cấp thiết bị âm thanh karaoke số hiện nay. Và ngay sau đây, không để mất nhiều thời gian cho anh em nữa, em sẽ đi vào test bản karaoke để anh em thưởng thức nhé. Chồng nhau như gió.